Em xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của số Hoàng Nhật 87 đáng hạn. Thì trong clip này thì em sẽ lên sóng cho các bác một chiếc điều hòa của Panasonic dòng nội địa Nhật các bác nhá. Đấy, con này là hàng mới 100%, hàng nguyên hộp xốp. Thì em đã bóc hộp xốp ra để quay video các bác lên sóng cho các bác luôn. Đấy, chiếc điều hòa này có công suất là 9.000, các bác sử dụng cái phòng từ 10 đến 13 mét vuông. Đấy, 13 mét vuông quay đầu. Máy 9.000, hàng mới 100%. Đây, tem hộp xốp của nó đây. Con này có mã là CSTX225 này. Đây, Panasonic các bác nhá. Đời 2017 này, hàng mới lưu kho. Đấy, sử dụng điện 100V. Đấy, cục nóng cục lạnh thì mã tem giống nhau rồi. Đây. Các bác hãy nhìn đây. TX225C nhá. Con này sử dụng ga 32. Đấy, chạy cực kỳ tiết kiệm điện. Con này chạy cực kỳ tiết kiệm điện. Cái điều hòa Nhật ấy thì cái ưu việt của nó hơn điều hòa hàng xuất là chạy tiết kiệm này, chạy êm này và có các công nghệ tích hợp. Đấy, và chạy khi mà mình sử dụng ấy, nó không khô da, không khô họng mà không bị sốc nhiệt những cái điều hòa hàng xuất đâu. Đấy, đây điều khiển của nó, điều khiển rất nhiều chức năng nhé. Cái này có thể mở lắp ra rất nhiều tính năng này. Thì em sẽ giới thiệu qua một số tính năng cơ bản của nó đây. Đấy, công nghệ Ecolavi này, cảm biến tiết kiệm điện này. Đây là Laloe này, Laloe này rất là tiện, rất là hay này. Đấy, nó khử khuẩn này, khử mùi này. Đấy, dùng phòng nó giống như kiểu cái lọc không khí, nó khử mùi nhá. Đấy, về phần ở bên trong này thì bên trong thì đấy, thì bên trong này có hệ thống đây này. Đây là một hệ thống auto clear. Đấy, auto clear là gì? Nó tự động vệ sinh cái phần dàn lưới này của nó này. Đấy, khi mình sử dụng ấy, các bụi hạt bụi ấy, nó sẽ bám vào đây thì cái hiệu suất nó sẽ bị giảm. Thì cái hệ thống auto clear nó sẽ vệ sinh, nó hút cái bụi này và nó sẽ lọc, nó sẽ thải ra bên ngoài các bác nhé. Thì nó đạt được 100% hiệu suất sử dụng của chiếc máy. Công nghệ rất là thiết thực. Đấy, mà con này thì mặt lạnh cũng khá là to, như hàng thường thì nó chỉ là 2 chiều inverter thôi. Con này là 2 chiều inverter có thêm chức năng. Đấy, thì mặt lạnh của nó to hơn thì cái tiết diện gió của nó sẽ hút cũng sẽ khỏe hơn hàng thường. Đấy, chiếc này bên em đang bán với giá là 14.500.000 đồng. Đấy, hàng mới 100%. Đấy, giá thì nhỉnh hơn cái hàng xuất mà điện một hàng xuất nội địa của Ba La. Đấy, một chiều nhá. Đấy, con này là 2 chiều. Đấy, giá nhỉnh một chút thôi. Đấy, chi phí giá trên thì đã bao gồm chi phí đổi nguồn và miễn phí công lắp đặt, tặng kèm 2 mét ống đồng cho các bác nhá. Đấy, hàng bảo hành trong vòng 15 tháng, lỗi một đổi một, rất là nhiều ưu đãi kèm theo. Thì bác nào mà có nhu cầu thực sự thì alo bên em qua số điện thoại là 0937 445 330. Bên em ở số nhà 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Đấy, miễn phí ở cho các bác ở nội thành nhé. Còn các bác ở xa thì bên em hỗ trợ ship hàng cho các bác. Đấy, hàng mới 100% nên các bác yên tâm sử dụng. Đấy, bác nào mà lăn tăn không muốn dùng hàng cũ, hàng bãi thì có thể lắp hàng mới được. Đấy, hàng nội địa Nhật thì các bác cũng yên tâm rồi, dùng cực kỳ bền. Đấy, em xin cảm ơn các bác đã xem video.